Xin chào cô. Hello. Chị á, nhân nhớ cả tuần này vào học nhé. Qua sao không vào được hả chị? Không ạ. Không vào được à? Ok. Hôm nay thì mình sẽ học ngữ pháp nhá. Mặt buồn thế. Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là What do you like doing? What do you like doing là gì ạ anh chị? Học về Do you like doing là gì nhỉ? Là bạn like là gì? thích Ừ, bạn thích làm gì chưa? Mạnh dạn lên chi. Ok, nào. Hôm nay thì sẽ có 3 phần. Đầu tiên là mình sẽ học về nhìn được cái màn hình của cô chưa Linh Chi? ok Mình sẽ học về cô ơi, hồi trước cô bảo cô giao bài tập mà con có thấy bài tập nào ở trên đâu nhỉ? đấy là bài nghe đấy nhưng mà không nghe được thì thôi cô gọi không cho nữa. Mấy hôm đấy Linh Chi bảo Linh Chi làm bài này. Cái gì nhỉ? Cô record chưa? Cô record rồi đúng không? Ok, Cô nào. có gì hả cô? Record là ghi lại buổi học đi. Cô biết cô ghi rồi. Phần đầu tiên mình sẽ học về gerund. Gerund đây là động danh từ, danh động từ. Được chưa? Gerund. Động danh từ cũng được mà mình gọi là danh động cũng được. Tiếp theo mình sẽ học về câu hỏi What do you like doing? Là bạn thích làm gì? Số 3 mình sẽ học về What is your hobby? Hobby là gì ở Linh Chi? Hả? Không biết. Hobby ghi từ mới ở vở nhá. Hobby là sở thích. Sở hữu. Xong chưa Linh Chi? Chưa, con biết sai. Ok. Ok. Wow, vậy thì what is your hobby có nghĩa là gì? Về một sở thích. Không phải. What is your hobby là sở thích của bạn là gì? What gì? Được chưa? Sở thích của bạn là cái gì? Sở thích của bạn là gì đây? Được chưa nào? Nào, tiếp. Mình sang với phần 1 này. Phần 1, Charon. Đọc cho cô, Charon. Rồi. Đây là danh động từ nha. Thế nào? Ok. Ok. Vậy thì cái hình thái của danh động từ là gì? Được chưa? Để cấu tạo một danh động từ thì mình sẽ thêm ing vào sau động từ. Sau khi thêm ing vào sau động từ thì nó đã cấu tạo thành một danh động từ rồi. Được chưa? Thì nhắc lại cho cô, cấu tạo danh động từ như thế nào? Như thế nào? Tập trung vào Linh Chi, cô vừa mới nhắc xong, thêm doing và dao động từ. Rõ chưa? Nhắc lại cho cô, cách cấu tạo danh động từ. Con đưa cô là thêm doing và danh động từ. Thêm doing vào sau động từ. À, sau động từ. Chưa nào? Được chưa? Ví dụ to go là động từ đúng không? Vậy để cấu tạo thành danh động từ thì mình sẽ chuyển thành going. To read là động từ, thành danh động từ thì sẽ là reading. Và to sing
thì danh cụm từ sẽ là singing, được chưa? Ghi cái ghi vào vở lên chị. Nhớ gạch cái chỗ, nhớ mở ngoặc cái gerund đấy là danh động từ cho nhớ nhá, không là viết gerund ôn lại không nhớ gerund là gì đâu. Nhớ chưa? Mặc ngoặc cái chỗ gerund là danh động từ vào nhá. Đi xong cho anh chị chưa nó con xong rồi. Ok, next. Thấy màn hình tiếp theo cô chưa? Đây có hình bông hoa à, không phải. Ừ, hình bông hoa đấy, được chưa? Thế nào? How to art in to a verb, được chưa? Mình học danh động từ bằng mình học là danh động từ được cấu tạo bằng cách động từ thêm doing. Vậy thì thêm doing và động từ như thế nào? Linh Chi nghe cho cô này, bài này khó này. Tập trung nghe cho cô này. Cách để thêm động từ thêm doing. Nhất, mình sẽ đơn giản là mình chỉ thêm doing và sau động từ thôi. Ví dụ watch trở thành watching, do thành doing, được chưa? Cách thứ hai, quy luật thứ hai, khi mà một động từ kết thúc nào, tập trung vào. Một động từ kết thúc bằng chữ gì đấy? Biết cô đang nói đâu không? Một động từ kết thúc bằng chữ E thì mình sẽ bỏ E và thêm doing.
Được chưa? Ừ. Chúng ta có từ invite. Invite kết thúc bằng chữ E. Chữ cái E. Mình sẽ bỏ chữ cái E và thêm đuôi in. Invite chuyển thành inviting. Write chuyển thành writing. Được chưa? Quy luật thứ ba, khi mà một động từ kết thúc bằng IE thì mình sẽ chuyển IE thành I dài, sau đó thêm đuôi in. Ví dụ chúng ta có từ lie chuyển thành lying và die chuyển thành dying. Rõ chưa Linh Chi? Đến đây thì hiểu chưa? Rồi. Cô nói từ nãy giờ có hiểu không đây? Đó. Tiếp theo, quy tắc số 4, khi mà một động từ kết thúc bằng thì mình chỉ cần thêm in thôi. Ví dụ chúng ta có see chuyển thành seeing. Nhớ nhá, một chữ E thì bỏ E thêm in, nhưng mà có hai chữ E thì vẫn giữ nguyên hai chữ E. Được chưa nào? Số 5, khi mà một động từ có một khi một động từ có một negative ending in the form consonant vowel consonant. À, đây là một cái dạng kết thúc là consonant, là biết consonant là gì không Linh Chi? Cô đang nói đến số mấy nhỉ? Xem có biết không nào? Số 5. Ừ đúng rồi. Số 5, được chưa? Consonant là phụ âm nhá, được chưa? Nhớ cho cô, phụ âm là gồm những âm nào? Hỏi nguyên âm trước đã, nguyên âm gồm những âm nào? Có biết không Linh Chi? Ủa sao bây giờ không biết nguyên âm thế này? Tiếng Việt à? Nào ghi vào vở đi Linh Chi, cứ cầm tay cầm làm gì đây? Nhìn thấy không? Vowel nguyên âm gồm những cái âm là U, là O, là I, là E, là A. Phụ âm là những cái âm còn lại. Viết dấu cái nguyên âm với phụ âm nhá, bởi vì cô không đánh được tiếng Việt. Được không đấy? Cần sâu nền phụ âm những chữ cái còn lại, được chưa nào? Xong rồi. Xong chưa? Nhắc lại cho cô, nguyên âm gồm những âm nào? Nguyên âm gồm những âm. Âm nào? Ừ. Vừa ghi ừ. Linh Chi? Hả? U. Ừ. U gì nữa nào? Đọc đi. O gì nữa? I E A rồi, ok.
Được chưa? Khi mà một cái từ mà nó kết thúc dưới dạng là một phụ âm cộng nguyên âm, sau đó cộng tiếp với phụ âm, được chưa? Kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Nếu mà cái từ đấy có một âm tiết, được chưa? Hoặc là cái âm tiết đấy được nhấn mạnh khi mà đọc thì chúng ta sẽ double the last consonant, là mình sẽ gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm doing, được chưa? Ví dụ stop, stop thì chữ tờ là âm t là âm gì? Âm tờ là âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? Linh Chi trả lời cô. Hả? Phụ âm đúng không? Chữ tờ là phụ âm, nó không thuộc trong âm u e a i thì nó là phụ âm, được chưa? O thì lại là nguyên âm và p là phụ âm, đúng theo dạng, đúng theo cái dạng là nguyên âm này, phụ âm này, nguyên âm này. À sorry, phụ âm này, nguyên âm này, phụ âm này, được chưa? T là phụ âm này, O là nguyên âm và p là phụ âm này, được chưa? Thì mình sẽ gấp đôi âm p trước khi thêm đuôi e. Tương tự như thế chúng ta có từ plan. Plan thì L là phụ âm, A là nguyên âm và N là phụ âm. Thì mình sẽ gấp đôi chữ N trước khi thêm đuôi E. Tương tự với từ run và từ begin. Tiếp theo, nếu một động từ mà không được nhấn âm cuối, not press the sound ending, the consonant, vowel consonant sound form when reading all the last consonant case ending consonant is AWX when the same verb and at then the same verb and add in. Được chưa? Cái này thì dễ thôi. Khi mà một động từ nó không được nhấn mạnh cái âm cuối cùng, được chưa nào? Mà nó có dạng giống bên trên ấy, phụ âm này, nguyên âm, phụ âm này. Khi mà đọc hoặc là cái âm cuối cùng ấy là những cái âm là H, là W, là X. Được chưa? Thì mình sẽ thêm đuôi in. Mình sẽ chỉ thêm đuôi in thôi. Được chưa? Chúng ta có các từ như là opening, visit thì chuyển thành visiting, được chưa? Listen thì chuyển thành listening và happen chuyển thành happening. Cái này là xảy ra nhá. Người ta viết sai chính tả đấy Linh Chi ạ. Xảy ra chứ không phải là xảy ra đâu. Được chưa? Draw thì sẽ thành drawing. Và watch thì sẽ thành watching, được chưa nào? Nhớ cho cô nhá. Khi mà một từ ấy mặc dù nó được kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nó không được nhấn mạnh, nghĩa là nó không có trọng âm ấy, được chưa? Thì mình không được thêm, không mình thì mình sẽ không gấp đôi âm cuối, được chưa nào? Nhớ chưa Linh Chi? Nó có dạng là phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nó không có trọng âm, được chưa Linh Chi? Mất mic lên Linh Chi, em cứ tắt mic ấy. Vâng, nhớ cho cô nhá, một từ kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nó lại không được nhấn trọng âm, hoặc nó kết thúc bằng những cái là H là W là X, những chữ cái H là W là X thì mình chỉ được thêm đuôi in thôi, mình không gấp đôi âm, mình âm cuối như bên, như cái trường hợp bên trên. Trường hợp bên trên cũng có dạng là phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nào Linh Chi ơi, nghe cho cô nào. Trường hợp bên trên nó cũng có cái cấu trúc là phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nó có được nhấn mạnh không? Có đúng không? Nó có được nhấn mạnh. Thế nên là nó thì mình phải gấp đôi chữ N. Còn trường hợp bên dưới, mặc dù nó cũng có dạng là phụ âm, nguyên âm, phụ âm nhưng mà nó không được nhấn mạnh, được chưa? Thì mình không được gấp đôi âm cuối trước khi thêm đuôi in. Thì như nào? Chắc bài này phải học sang thành hai bài đấy, được chưa? Đây là Linh Chi, chép cái bảng này vào vở cho cô đi. Chép vào đi, bài này rất khó, phải chép vào thì mới nhớ được. Con ơi, cô con cũng lưu về rồi. Sao hả Linh Chi? Lưu cái này về mất rồi. Lưu là sao? Không, cứ viết vào vở đi cho nhớ Linh Chi ạ. Cái này rất khó, bởi vì nó liên quan đến thì hiện tại tiếp diễn nữa. Đây là cách để thêm đuôi in. Ghi vào vở đi. Ghi vào vở thì mới nhớ được. Chỗ nào ấy, đọc những câu nào mà vẫn không hiểu thì phải hỏi lại cô. Đấy là tác dụng của viết đấy.
Xong chưa anh chị? Chưa. Số mấy rồi? Số 3. Ông viết lâu thế? Ok, viết nốt đi. Cố gắng viết đi, vì phần này khó. Chưa? Mình học không hết thì phần lần sau mình học tiếp, nhưng mà quan trọng là em phải hiểu.
Viết đến đâu rồi chị? Chị? Con viết đến đoạn số 5. Ừ, ok, viết nó đi, cố lên.
Xong chưa chị? Chưa. Ồ, lâu thế. Xin lỗi đi chị. Mỏi tay à? Thôi cố gắng nhá, học ngữ pháp hơi khó một tí. Ok. Tiếp nha. Tiếp theo, mình sẽ học về cách sử dụng của danh động từ, được chưa? Danh động từ có thể sử dụng như một danh từ, một tính từ hoặc là một trạng. À, Linh Chi, nghe thấy cô nói gì không? Có. Ok. À, nhớ cho cô về cách sử dụng này. Phần khó phải nghe rất là kỹ. Như thế nào? À, thì danh động từ có thể được sử dụng như một danh từ, một tính từ hoặc là một tính từ, được chưa? Thứ nhất, khi mà nó được sử dụng như một danh từ, ví dụ như chúng ta có từ the beginning of the year, được chưa? Thì begin là gì? Begin là động từ đúng không? Khi mà mình thêm verb in, mình chuyển nó sang danh động từ the beginning, thì bây giờ nó hoạt động, nó có chức năng như một danh từ, được chưa? The beginning of the year là đầu năm. Tiếp theo, nó có thể sử dụng như một tính từ, ví dụ chúng ta có từ drinking water, đây là nước, nước này dùng để uống, được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Tiếp theo, nó có thể sử dụng như một phó từ, được chưa? Phó từ, ví dụ chúng ta có từ soaking wet là ướt sũng, được chưa nào? Được chưa? Tiếp theo, theoretic object of verb, được chưa? Đây là nào? Bây giờ có những cái từ nào mới ấy, thì khi mà cô dạy thì Linh Chi ghi vào vở nhá, và Linh Chi bảo cô là chờ để Linh Chi ghi nhá, bởi vì là cô không biết là những từ nào là mới với Linh Chi nên là cô cứ nói thôi, được chưa? Tiếp theo là những cái từ mà direct objects of verb, đây là những cái sao Linh Chi? Cô nói gì đâu? Cô thấy Linh Chi làm gì đó. Cô tưởng Linh Chi bảo là chờ Linh Chi. Con đợi con đọc xong con ghi đấy. À, Linh Chi ghi từ gì? Direct là trực tiếp, được chưa? Đây, direct object of verb là một tân ngữ trực tiếp, được chưa? Đối với những cái từ này, ví dụ như là begin, avoid, avoid là tránh, được chưa? Begin, consider, continue, enjoy, fitness, hate, like, love, mind, prefer, suggest or stop. Thì sau những cái từ này thì mình sẽ cộng với verb in, mình sẽ sử dụng một danh động từ. Được chưa nào? Sao Linh Chi từ gì đấy? Cứ ghi xong đi. Khi nào ghi xong rồi bảo cô giải thích, không là bị miss, bị lỡ mất. Cô không nghe cô nói là không hiểu đâu. Ghi xong chưa Linh Chi? Khi nào ghi xong thì bảo cô nhá. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Xong chưa Linh Chi? Ok. Direct object of verb, đây là một tân ngữ trực tiếp. Sau những cái từ này thì em sẽ sử dụng một verb in luôn, hay còn gọi là một danh động từ, được chưa nào? Ví dụ chúng ta có từ avoid, avoid là tránh,
Được chưa? Tránh ấy, được chưa? Ví dụ như là mình cần phải tránh nói chuyện với người lạ chẳng hạn. À, trẻ con cần tránh nói chuyện với người lạ thì mình sẽ nói là children should avoid talking to a stranger. Được chưa? Tránh nói chuyện với người lạ. Tiếp theo begin là bắt đầu này, consider xem xét này, continue là tiếp tục này, enjoy là thích này, finish là kết thúc này, hết là get này, like là thích này, love là yêu này, mind là để tâm này, prefer là thích này, success là gợi ý này, stop là dừng lại. Thì sau những cái từ như thế này thì mình sẽ thêm phúc in. Linh Chi có hiểu không? Linh Chi đang làm gì đấy? Sao Linh Chi không nhìn lên màn hình của cô? Cô bảo là cái phần này rất là khó mà Linh Chi không tập trung là không nhớ được đâu. Được chưa? Ok, buổi hôm nay thế thôi. Để về nhà học cho cô, về nhà học lý thuyết cho cô. Hôm sau cô sẽ kiểm tra lại. Một, cô kiểm tra cái gì? Một là cô kiểm tra cho, một là cô kiểm tra thế nào cách cấu tạo này, danh động từ này. Thứ hai là cô kiểm tra cách thêm đuôi in này. Thứ ba là cô kiểm tra ba cái cách sử dụng đầu tiên, bốn cái cách sử dụng đầu tiên của danh động từ. Rõ chưa Linh Chi? Về học nhá. Ok, khó không? Khó đúng không? Ừ, ok, khó thì phải học nhá. Ok. Đấy, hôm nay không cho bài mới, không cho bài tập về nhà đâu. Bài tập về nhà có Linh Chi là ôn tập lại để hôm sau cô hỏi. Cô hỏi thì phải trả lời được nhá. Ok. Được chưa? Ok, được chưa nào? Hiểu chưa nào? Ok, so it is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye. Bye.